À, chào mừng các em đến với phần phiếu bài tập tiếng Anh cuối tuần tiếng Anh 4. Và chúng ta sẽ hôm nay đi vào tuần 7. Tuần 7 của Unit 5 Lesson 1 and 2. Bài đã hết bài 7 thì chấm điểm nhá, hết tuần 7. Vậy Unit 5 chủ đề là gì nhỉ? Can you swim? Là bạn có thể bơi không? Thì chúng ta thấy là rất là đơn giản. Chúng ta đã học các từ mới, các hoạt động ở trong đấy rồi. Ở trong bài học chúng ta đã học rồi. Vậy chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Cycle A, B, or C and write. Chúng ta sẽ thấy là câu số 1. A, B, or C. Sau gì đi? Swim. Ok. Swim. Picture 2. Play the piano. Picture Picture 3, cook. Picture 4, read the book. Number 3, number 5, play football. Number 6, skate. Next one, number 5. Say one word in it blank. Tìm một từ để điền vào chỗ trống. Chúng ta thấy là câu số 1 là Can you play the piano? Yes, I can. Và là What can they skate? Chúng ta sẽ biết từ what. Họ chơi môn thể thao gì? What can they skate? Chúng ta đã học từ chúng là What can they do? Và trả lời là Yes, he cook. Can he cook? No, he can't. Yes, he can. But no, he can't. Number 4, can Nam and John cycle? Nam và John có thể đạp xe không? Thì hai người nó sẽ dùng dây. Hai người nó sẽ dùng dây. Next one, I can't play the piano, but I can play the guitar. Trước nhạc cụ nha, phải có dơ. Next one, can you ride a bike? Yes, I can. Ride a bike là xe đạp. Và can they play chess? Yes, they can. Đã có câu trả lời là yes, they can. Nên là dùng can. Đây. Rất đơn giản. Tiếp theo bài đọc về Phong. My name is Phong. I am 10 years old. I am Vietnamese. They are my friend. They are English. They can do different things. This is Jane. She can play the piano. She often plays the piano at the school party. City street. She can swim. That is that Jadi Ann. She cannot swim, but she can ride a bike. I can dance. I want to be a dancer. So the question number one. What nationality is Phong? Phong quốc tịch gì? Ta sẽ trả lời được ngay là Phong. I am Vietnamese. Vậy ta sẽ trả lời là Vietnamese. Câu hỏi số 1. Hoặc là ta sẽ trả lời là he Vietnamese. That he is Vietnamese. Vietnam. Okay. What can he do? Chúng ta có thể trả lời là What can he do? Là anh có thể làm gì? Trong bài có nói là cậu ấy có thể làm gì? Thì đây là bạn hoặc là người anh có thể làm gì với nhau. Jane thì có thể chơi piano và tôi có thể nhảy. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời là He can dance. Câu số 3 sẽ là he. Và đến số 2 đây mà can dance. He can dance. Number 3. What can Jean do? Jean here. She is Jean. She can swim. So it is 3. Can 3. Number 4. What can Anne do? Anne here. She can ride a bike. Number 4. 4. Okay. Number 5. What can Jane do? Jane here. She can play the piano. 5 here.
by second user. You know, it's easy. So write the opposite sentence. Viết câu trái nghĩa. Viết câu trái nghĩa thì dễ quá. Chúng ta chỉ cần bỏ gì nhỉ? Bỏ nó ở đây đi sẽ được câu trái nghĩa này. Bởi vì đấy chúng ta không trái nghĩa thì có thể có khen thêm nó phải ngược lại. Đây đây sẽ là trái nghĩa của câu này. Thì đây là thì hiện tại đơn em ạ. Link play chess on Sunday. Link chơi cờ vào thứ bảy là các chủ nhật. Thì bây giờ chúng ta sẽ link không chơi cờ vào các chủ nhật sẽ được link doesn't play. Chúng ta thấy là phủ định của I don't know là I doesn't know thì sẽ là doesn't cộng động từ nguyên thể. Chúng ta tự lập làm bài chứ không hỏi được bao nhiêu lấy bấy nhiêu điểm. Doesn't play. Được rồi, nó sẽ không được phần thưởng. My classmate can skip. Chúng ta cố gắng là tự động làm mà sẽ được phần thưởng nha. Để 10 thưởng. My classmate can skip thì chúng ta sẽ thêm not vào thôi. Not. Not. Next one. I cannot dance. Chúng ta sẽ bỏ not. Next one. We are from America. Chúng ta thêm not vào đây. We are. Biết dấu phẩy. Nào phẩy T. Nó qua quen thuộc với cái viết tắt này rồi, là we are from America. Và chúng ta chuyển sang tuần số 8. Tuần số 8 của Unit 5. Tháng 3, có cái gì? Chúng ta chuyển sang tuần 8. Unit 5, Kinesium Lesson Trend Review 1. Match and write, then read the sentence around. Nối và viết, sau đó đọc câu to lên nào. Ta sẽ đọc trước và sau đó nối nha. Yes, I can sing. Yeah, I can sing. Yeah. So next one, he can swim. Swim here. Yeah. Okay, he can swim. So this is swim. Next one, he is 6 years old. So he is 6 years old. 6 years old. Oh, that's the birthday. 6 years old. Next one. He is 7 years old. So 7. Ghi một cái thôi. Okay. Now we have he is 7 years old. So 7, where is 7? 7? Maybe it is 7. Maybe 1, 2, 3, 7. Okay. There are meeting. So we have 7. Yeah. Now, làm dập xong đã. Đến giờ ta chơi đã nha. Ai kệ được phải làm xong bài đã nha. Cứ xong bài đã. Không mất tập trung. 7 years old. Ok 7 years. 7. Nước ở trong buồng này. Buồng ngủ 6 years old. Yeah. Now next one. It can sing. Sing, okay? It can sing. No sing. It can sing. Swim. Sing. It can swim that I know, okay? We have a swim here. Swim. Nó ở trong phòng ngủ ấy. Quỳnh là đánh đu nha. So next one we have next is a write. Write the meaningful sentences. So it's very easy. It is, okay, so we have I am. I am, okay. Next one, when is your birthday? So when is, giống y câu 1. Ta sẽ viết y ra. What is ở đây, chỗ đây giống y câu 1. Viết lại, they can cook. Thì chính là cannot. Vậy chứ, can này
Gấp bỏ đây và chúng ta sẽ thêm nốt vào. Nốt vào chỗ đó. Ok. You want to don't go to school nữa. Bỏ nốt ở đây thì tôi biết ra là đầy đủ là nốt. Chúng ta sẽ làm chữ nốt này, ta chọn đây nhé, rất là dễ. Để ý, mà, yes, come. Come to exercise 5. My name is Maya. There are 4 people in my family. This is my mother. She can swim. She goes swimming at the weekend. This is my father. She can play table tennis. He plays on Saturday. That is my sister. She can sing. She goes to the music club on Tuesday and Fridays. I can skate. I go skating with my classmates on Sunday. So we have a picture. One, this is my mother. He can swim. So we have she can swim. My mother can swim. So this is the first. Okay, number two, we have she goes swimming at the weekend. This is my father. He can play table tennis. So this is two. Number three, that is my sister. So this is three. She can sing. And number one is me. I can skate. Và bài tập tiếp theo là bài tập hãy viết về bạn thân của bạn, tên tuổi của cô ấy, trường của cô ấy, quốc tịch của cô ấy và sinh nhật của cô ấy. Các khả năng của cô ấy thì chúng ta chính là viết vào bằng bài này. Chúng ta sẽ ghi thấy tên đó là tên của cô ấy là Mai Anh, mà her name. Vậy Mai chúng ta sẽ chuyển thành her. Chúng ta bỏ Mai đi và thay bằng her. Her name Mai. There are 4 people in her family. Her family. This is her father. Maybe her father. She can swim. She goes swimming at the weekend. This is her father. She can play table tennis. He played on Saturday. Her sister. She can sing, she goes to the country and she can. Okay, my friend. Me, my, okay, my friend. I, yes, I have a. My friend. Okay, my friend can skate. My friend, see. My friend, or see. Bạn của tôi, my friend. Thay cái chỗ đấy bằng my friend, can skate. I go skating with my classmates on Sunday, so we will. Ai này cũng thay bằng friend. Và từ go sẽ thêm mẹ. Go skating with her classmates on Sunday. On Sunday. Như thế là chúng ta đã gần đầy đủ bài viết. Chúng ta thêm bổ sung tên tuổi, bổ sung trường. Thì chúng ta thấy là she learn at Nguyễn Gia Thiểu Primary School. And her birthday is 30th of December. And anything else, I love her very much. So now we come to week 9. Week 9, Unit 6, Lesson 1 and 2. Chủ đề đó là Where is your school? Trường của bạn ở đâu? Và What is the name of the school? Là trường học, tên trường học của bạn là gì? Và chúng ta sẽ tìm được một số các từ mới. Ví dụ như là một số các từ như là Classroom, chúng ta đã tìm thấy rồi. Số 1, số từ thứ 2. Bức tranh số 2 đây, chúng ta thấy là Classroom. Thế tiếp theo, chúng ta thấy bức tranh tiếp theo chúng ta có thể tìm thấy đó là từ school đây, school, trường học thành công. Here, school, where is school? School here, yeah, school here. Okay, school number 2 is school. Number three is what? This might be here. Street.
Đường phố. Ok, where is street? Sure. Street. Street. Number four, we have a road. Là đường. Đường. Đây road. Road là đường. Yeah. Road. And number five, we have a village. Village here. Five. Number six. Biết giống trên này. Sinh nhật. Number six. Kitchen. Kitchen là quận Ba Đình. Để xem chữ đỏ đâu. Đỏ đâu. Kitchen here. Number one, number two, exercise, and go A, B, or C. Now, where is your school? It is in Bến, Bầu Sen, so where is your school here? Next one, where is your house? It is in Tân Bình District, huyện đó. Okay. That is the name of the school. Okay. Next one, Phong and my name study at the same school. Okay. Next one, what class is he in? In class 40. Quen bài tập này rồi. And next one, we have a my name is Tien. I am a pupil at Hoa Mai Primary School. Giả sử tên ông bà bố mẹ quen. Sao next one? Tien. Tên tôi là Tien. Thì chúng ta sẽ đọc bài này bằng tiếng Anh nhé. My name is Tien. I am a pupil at Hoa Mai Primary School. It is a big school in Chukia Street. There are many classrooms in my school. They are locked and bright. There is a music room, a computer room, a library, and a playground in the school. I am in class 4G. At break time, my classmate and I play football in the playground. I love my school very much. Yeah, tên tôi là Tiên, tôi là học sinh ở trường tiểu học Hoa Mai. Đó là một trường lớn ở đường Trung Yên, có rất nhiều lớp học ở trong trường của tôi, có chúng rất là to và sáng, có rộng và sáng, có một phòng âm nhạc, một phòng máy tính, một thư viện và một sân chơi ở trong trường. Tôi ở học lớp 4G và vào giờ ra chơi tôi thường, tôi bạn cùng lớp của tôi và tôi thường chơi ở sân. Tôi yêu trường tôi rất nhiều. Câu số 1, Tiên là một học sinh ở trường tiểu học Hoa Mai, đúng hay sai? Đúng như chúng ta là true và không chúng ta là true. Đấy còn his school is big. Trường của anh ấy rất là to. Yes. Next one. It is in Trung Yên Village. Trung Yên Village. No, không phải. Trung Yên mà là trees. Nó yên phố. There is a gym in this school. Có một phòng tập gym ở sân trường đâu. They can play football in the playground at break time. Okay, at break time, yes. Let's see, next one, we have exercise form. We have, my name is Cho. I am a pupil at Nguyễn Gia Thiều. Gia Thiều Primary School. SDN Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Gia Thiều Primary School, viết thêm cho Primary School ở đây nhá. Okay. Next one, we have, it is in Ngũ Thái. Ngũ Thái Village. Đồng Ngư Village. Thái có nhiều. Thành địa chỉ Bắc Ninh Province. There is a music room, a computer room, a library and a playground. Okay, viết nguyên chỗ này mà nha. Okay, I am class 4A. So nice to meet you. Nice to meet you and good luck to you to get my 10.
chúc các bạn đạt điểm 10 nha. Các bạn đạt điểm 10 là được phần thưởng.